không đánh quái lớp vật được nhỉ? Đâu, coi đây. Thì có những con quái nào mà nó ghi là không miễn nhiễm với khả năng mà knockback á, thì mình không đánh nó xuống vật được. À. Đây. Anh em để ý nè, anh em để ý này nha. Tôi chỉ cho anh em nè, những cái con mà anh em đánh không ra xuất vật nè, là những cái con mà nó có cái vùng sáng như này nè, đó là thường nó sẽ có một cái búp, thì cái búp đó đây là cái búp nó như thế này nè, đó này lít ở đây anh em coi, giảm 50% những cái chiêu mà gây đam hay phần trăm máu á, 50% và immune tới active kill nè, tức là miễn nhiễm với khả năng là sai lầm nè, rồi teleport nè, rồi knock back nè, đó là đánh 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 quái, là đánh đánh đơ sinh vật hay là đánh lùi lại này, là nó miễn nhiễm hết. Mấy con này nó có khả năng kỹ năng đó, nên mình không có đánh nó rớt xuống xuống được nha, nhưng cái này cũng vậy đó, mấy này là nó đều ghi nè, không được, còn nào mà không có cái đó thì mình đánh đánh nó rơi xuống vật được bình thường, đúng không? Đó chỉ vậy thôi. Nhưng mà riêng con bot này là không được em, tức là ngoài cái búp ra thì có một số con bot đó, thường là nó sẽ có cái nội tại mà con cầm giáo robot thôi. Đúng rồi, những cái con mà như con giáo này á, mặc dù nó không có cái búp đó, nhưng mà cái nội tại là mọi người đọc cái nội tại đó là bấm bấm cái chai nè, thì nó có ghi nè, lúc bắt đầu sẽ nhận được cái immune này, thì trong cái immune này cũng có là cái nóc bắt luôn nè, nó cũng ghi là miễn nhiễm trạng thái bị đẩy lùi luôn. Thường là mấy này là mấy bot là nó đều có trên á, cho nên là nói chung là mình đừng có hy vọng là mình sẽ dùng cái chiêu mà đánh bot rồi xuống vực nha, không có đâu, nó không được đó đâu. Ngoài miễn bot ra thì những con nào mà nó có cái vòng sáng này nè, nó chủ yếu là cái búp này thì sẽ không đánh đánh rơi xuống được, thế thôi nhá. Rồi tôi trở lại với bút 2 nè, thì bút 2 này á, hồi trước tôi đã nói một lần về cái bút 2, mọi người hãy coi lại video cái cách đánh của bút 2 như thế nào là sao ha, giờ tôi không lặp lại nữa, nhưng mà hôm nay á, tôi chỉ anh em đánh con 60 này á, là chỉ anh em làm sao để mà đủ đam á, tức là tại cái bút này rất là trâu, mình phải kết thúc nó trong vòng 16 lượt. Thường đa số mọi người đánh vượt cấp, mọi người sẽ thiếu cái đam để giết. Đánh live stream bot được không? Cũng được, để rồi bữa nào tôi lót ạc của ai đó cho, ví dụ bữa nào mà anh em mà muốn nhờ tôi đánh đánh hộ bot hay gì á, nhiều mà anh em mà anh em đánh hoài không được bot á, thì anh em đưa nick của anh em đây, tôi bữa nào xong rồi bữa đó tôi live stream đánh hộ ạc đó cho, để cho anh em coi ha. Ok, chào bác nha. Thì bữa nay tôi sẽ chỉ cách đánh làm sao để mình đủ đam, tức là mình làm sao để mình tăng cái số lượng đam của mình lên con bot đó, nhiều nhất có thể để mình có thể kết thúc được những bot cấp cao, cấp châu. Tôi giết con bot cấp 2 này là cũng đúng 15 tua luôn á, là vừa đủ 3 sao luôn. Cho nên là nếu mà mình không mà phải setup kỹ á, thì mình mới đủ đam, nhưng nó không mình dễ bị thiếu đam lắm. Thì trong đội hình của tôi á, thì ba con gây đam chính là ba con này, Loria, con này, với lại cái con sát thủ. Con sát thủ này nè, con mà đây, con này nè, đó, ba này sẽ là ba con gây đam chính. Rồi ba con gây đam chính đánh thuê tháp giùm, lấy full daily tháp được không bác? Ok, đánh thuê tháp cũng được, nhưng mà cũng chưa chắc được nha, nhiều khi đội hình của bác không có đủ con để mà đánh đó. Nhưng mà ok, cứ thử đi, nhưng mà nhớ trả phí nha. Ok, vậy đây đưa tháp đây, leo cho 100.000 được không? 100.000 leo full tháp. Rồi thôi mình quay trở lại với cái này đi nha. Rồi rồi.
Để tôi chỉ anh em cách đánh là rồi tôi lót lót đánh sau nhé. Đây thì ba con gây đám chính thì bây giờ nè lý cái rune là cái trang bị thì rất là dễ nha. Tôi thì nói một số cái lưu ý nổi bật nha. Thì cái ví dụ như con Loria nè, lúc đó lúc mà tôi đánh con boss 2 là tôi cầm cái ngọc, cái viên ngọc này, cái viên ngọc hồi máu này nè đó, tại vì tôi muốn đảm bảo là khi mà set, tại vì khi mà set mà nó đánh xuống á là tôi muốn đảm bảo là con này nó phải sống sót được, hiểu không? Sống lúc mà nó nổ ra xong nó vẫn còn phải sống nữa, cho nên là tôi mang cho con này cái ngọc hồi máu. Còn riêng cái con này nè, con này á thì con này nó có khả năng hồi máu sẵn rồi. Ừ, nó có khả năng trong cái nội tại, nó là nó khả năng hồi máu rồi, cho nên là tôi dùng cái ngọc này, là ngọc này là ngọc phá giáp. Ngọc phá giáp nha anh em. Tại vì đánh boss này á, cái dép của nó rất là cao. Cái dép của tụi nó cao lắm. Nếu mà mình chỉ dùng những cái mà rune tăng đa bình thường hay là tăng rít hay gì đó thì đánh boss này nó cũng không không được bao nhiêu máu đó, mà chủ yếu là mình phải làm sao mình đánh xuyên được cái giáp của nó. Đây thì mình hãy mang cái rune này cho những con đam chính của mình, cho con boss này là cái rune này nè, rune này nè, cái rune này là khi mà tấn công kẻ địch mà bị mà dưới 70% máu đó, thì nó sẽ loại bỏ 20% dép, không phải loại bỏ 20% dép, mà dép của cái thằng con boss số 10 này nó lên tới ngàn mấy lần, loại bỏ 20% là mình loại bỏ được tới gần 200 mấy dép á, là nhiều lắm á anh em. Rồi anh em nhớ dùng ngọc này nha, chưa kể cái con này, cái con qua da này nó có những cái chiêu mà có thể phá giáp được nữa, như cái này này đó, đích chiêu này là chiêu này để chiêu phá giáp luôn nè, loại bỏ 40% dép nè, thấy không? Rồi cái chiêu thứ hai này của nó cũng mạnh nữa, cái chiêu này là nó đánh rít nè, đam, là trong con này rất là đam, đam rất là to để đánh boss nha. Rồi nó cũng có thể mang một cái aura luôn, anh em có thể cho con này mang aura. Cái aura này á là con này là nó chung phát với lại cái con cò nè, hoặc hoặc với lại con sát thủ rồi nè đó, cho nên là cứ cho nó mang aura này vào để mà bức cho hai nhân vật của mình luôn cho nó mạnh hơn. Rồi còn Loria thì đó, con sát thủ này cũng vậy, cũng mang theo một cái rune phá giáp luôn đó. Còn kêu thì kêu sát thủ này phải nên lấy, anh em lấy kêu như thế này nè, anh em nhớ học kêu này nè, kêu này là kêu mà khi mà lúc bắt đầu là lượt á thì nó sẽ giảm phòng thủ của con boss xuống, giảm sức phòng thủ của con boss xuống để mình gây, để mình có thể gây cho nó nhiều đam hơn. Kêu này này đó, anh em nhớ lấy con này nha. Lý do tôi chọn con này là tại vì con này tôi có con co, mà tôi không chọn con co, tôi chọn con này là tại vì thứ nhất là con này nó trong con co là nó chịu mạnh, là khi mà nó đi mấy cái mép đông địch á thì nó giết người xong giết tiếp á, còn đánh boss á thì con này là con 5 sao rồi nè đó, cho nên là đam nó rất là to hơn co nhiều. Thứ hai là nó có chịu trừ giáp đó, cho nên là tôi bích cái con này. Rồi còn con tăng đó nha, con tăng nha, tại sao tôi không dùng con Mai Sa để tăng, tại vì á con Mai Sa này nó không tăng được con boss này, không tăng được cái con boss level 60 này, boss này nó mạnh quá, nó quá mạnh so với Mai Sa, cho nên bắt buộc tôi phải dùng một con tăng khác, nó là con tăng này đó. Con này nè, con ba Bangua nè, con này là cái con mà nó khả năng tăng nó trâu hơn con Mai Sa đó nhiều, bởi những cái kỹ năng này của nó nè. Thứ nhất nè là nó giảm 25% đam đó, cái reaction nó là giảm 25% đam những cái đam mà tấn công từ xa nè. Rồi cái chiêu này là chiêu mà nó sẽ búp một cái giáp, cái giáp ảo màu trắng á bằng 25% HP, là nó tăng thêm 25% HP nữa, đúng không? Rồi chiêu này cũng vậy, chiêu này là búp một phát nữa là tăng tiếp 25% HP, tức là mới vào vào á, nếu mà nó xài chiêu này là nó sẽ có thêm 50% HP nữa, đúng không? Nó thêm một một cái giáp ảo phía trên 50% HP nữa, rất là trâu. Rồi cuối cùng chiêu này mới là ghê này, chiêu này là nó khi mà búp lên á là nó giảm 40% đam, giảm 40% đam, không? Cho nên là 40% đam này, đúng không? Rồi cái nội tại của con này á là giảm 9%, 9% này là tại tôi mới 3 sao nha, còn em nếu mà 5 sao rồi thì nó lên được tới 15%, 15% thì 15% cộng với cái này 25 là bao nhiêu? Là 40, rồi 40 với cái này 40 nữa, nó là 80%. Đó, cho nên là anh em mà dùng con này, con tăng là cho bút 2 là đỉnh nhất luôn á. Và anh em nâng kêu như tôi nè. Đây, con ba con này anh em nâng kêu như thế này nhé. Nâng này, nâng này.
đến cái này á, thì anh em nếu mà anh em dùng con này để mà thay thế cho con Mai tăng luôn á, thì anh em dùng cái này để mà nó đỡ đòn cho đồng đội, khỏi nâng này cũng được, nâng này. Và tại vì tôi dùng để đánh boss thôi nên tôi nâng này đó, kêu nâng này đó, này nếu mà anh em muốn trâu hơn á, nếu mà anh em muốn trâu hơn á, tốn một viên ngọc để học cái này cho nó nè, nó này học cái cho nó là nó sẽ càng trâu hơn nữa, trâu lắm. Con này có thể nó có thể giảm miễn nhiễm sát thương lên tới 100% luôn á, nó giảm đam tới 100% luôn á, đúng 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 cứng luôn. Rồi đó thì đội hình tôi là vậy, là con kia là con bơm máu rồi không nói ha. Rồi giờ tôi sẽ mở lên cho mọi người đánh coi đánh chiến thuật đánh như thế nào để mà có thể đủ, là đủ, thứ nhất là phải đủ sống sót, thứ hai là phải tối ưu hóa được cái lượng đam gây vào cho địch, cho bot, để mà mình có thể kết thúc nó trong vòng 15 tuần. Ngoài đánh nè. ともに戦おう. Vô, vô luôn nha anh em. ありがとうさん.指示を願います. À, lý do mà sao mới vào và tôi phải bắt buộc tôi phải búp cái chiêu gọi là giảm đam cho cái team không? Rồi lát nữa anh em biết nè. Không, đánh nó vậy mà có nó mất có ngàn máu rồi. Cái Ugen Order hồi nãy là cái chiêu búp bít đó anh em. Đó là cái búp bít á, là tôi búp bít cho con cho cái con phù thủy này, nó có thể nó được đi trước nè, nó được đi trước con bốt. Lý do tại sao đây để cho anh em coi. Đó, anh em thấy không, còn bốt số 10 này á, bình thường là nó chỉ có đánh cát có một, nó thường nó chỉ cát có một con thôi, nhưng mà riêng bốt số 10 này là cát tới hai con đó, cát tới hai con lận nha. Cho nên ngoài ông tăng của mình ra là nếu như cái con này của tôi á, mà nó không di chuyển á, tôi không dùng cái con tăng tốc bit để mà cho này di chuyển á, là nó sẽ đánh, là nó sẽ đánh con này, là con này chết rồi, là con bơm máu này chết không chịu đổi đó, cho nên bắt buộc tôi phải búp đầu chạm vào, tôi phải búp cái giảm đam cho team của tôi, đồng thời là để con này chạy đi chỗ khác thì sẽ đánh hai con này thì con này nó mới sống được đó. Bây giờ tôi bốc nè. Đó, giờ anh em này là anh em dùng hết sức đánh thôi. Đó, tôi lại bốc bít tiếp cho con này. Đó, cái gì bốc bít tiếp cho con này để cho con bơm máu nó đi tiếp, đi nhanh hơn. Rồi máu tiếp. Đó anh em thấy không, anh em thấy không, cái này hồi nãy mà không phải là con ba ba mà làm con khác là chết rồi đó, mà là con Mai Tha là chết rồi đó, còn may là con tăng đó nó mới chịu nổi. Đó, khi mà bốt này nó cắt phép vô á, là anh em đọc khi mà đánh bốt này anh em phải bắt buộc anh em phải tính toán nha anh em, tức là anh em luôn 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 phải tính toán là hai con mà anh em bị sét đánh á, là anh em phải xếp làm sao, thứ nhất là nó không có được trùng nhau, tức là thường là nó, anh em phải xếp sao để cho nó xéo xéo như thế này nè, ừ nó xéo xéo như thế này nè, và luôn luôn và luôn 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 làm sao để mà xếp xếp sao để mà anh em có thể tấn công tiếp á, tấn công xong rồi anh em lùi ra, anh em dùng cái chiêu bức chạy á, đánh xong lùi ra thì cố gắng làm sao để mà khi mà đánh xong mình chạy ra mình có thể xếp cho hai tụi nó xéo xéo vậy, và đừng để dính vào những con cái nhân vật khác. Không, ví dụ như hiện tại ở đây tôi xếp con này chạy xuống đây, và sau đó cho này ra bơm máu ở đây, thì khi mà nó nổ ra thì nó sẽ không có dính con nào hết. Cái này là anh em bắt buộc anh em phải 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 phải, phải tự tính toán nha. Ở cái này anh em phải tự tính nha, xếp sao cho khéo á, có thể là anh em phải chơi lại từng nước. Đó anh em, đánh mất ngàn ba máu. Đó anh em thấy không, hồi nãy á
ban đầu chặt có chặt chặt cái con kia là chỉ có chặt lần đầu là chỉ có 1.000 thôi, và lần này lên tới 1.800. Biết lý do là do thứ nhất á, là con này là nó xuống 70% máu thì nó sẽ xuyên giáp. Thứ hai là do cái khả năng trừ đép của con sát thủ này nè. Con sát thủ này là bây giờ nó tiếp cận được rồi thì nó sẽ trừ đép vào cái con bot này, cho nên là bot này mất nhiều máu hơn. Đó. Cái cách đánh bốn này thì tôi đã từng nói một trong một cái clip rồi anh em, tôi không nói lại nha, tôi chỉ làm sao để chỉ cho anh em đánh làm sao để mà có thể bảo đảm đủ đam thôi. Đó. Đó, thấy không? Thấy nó chầu chưa? Anh em thấy thánh tăng chưa? Không thánh tăng luôn ạ. Chứ gặp con Basa là một hit là chết. Đó, anh em coi, tôi cố gắng tôi xếp cho cái bọn này nó ở cái thế giới cộng đó, để cho con nó bơm máu của tôi, nó có thể bơm được lúc này nè. Đó. Đó, cái này là tại vì tùy tình huống nha anh em, tùy tình huống cho nên là tôi không có hướng dẫn chi tiết được, nhờ anh em cố gắng sắp xếp sao được để không chặt phải lên 2.700 rồi đó chưa. Đó là sức mạnh của cái khả năng mà trừ giáp rồi với lại cái xuyên giáp á, chứ ban đầu thì chặt đâu được vậy đâu. Không, tôi đánh 8 tuần rồi mà bốt mới mất nửa máu. ありがとう。仰せのままに。かかってきな。了解。 Đó, anh em cố gắng xếp làm sao nha, để cho mình cố gắng làm sao là khi mà xếp á, đừng có đặt nó ở cái hàng đầu tiên này nè. Tại nếu anh em mà đặt mấy con này mà ở hàng đầu tiên thì con sát thủ này nó không có vô nên nó đánh được đâu, nó sẽ bị dính đam luôn, cho nên cố gắng xếp làm sao cho thứ nhất là ở hàng xéo, thứ hai là tránh xa cái hàng đầu tiên này ra. Trừ khi là bí quá rồi thì bắt có buộc gặp để thôi. Nó anh em đánh bot này thì cứ nhớ là từng đòn nó ra như thế nào nha. Con tụi này nó đánh theo thứ tự hết á. Đánh xong chiêu này nó đánh tiếp chiêu khác, mình cứ nhớ là được để biết đường mình né. Nói về giờ sắp tới là nó sẽ đánh chiêu set nè, cho nên là... đó anh em cứ đánh chắc từng lượt vậy, anh em cứ lặp đi lặp lại vậy hoài là anh em sẽ sống sót. Mà quan trọng bây giờ làm sao để mình tối ưu được cái lượng đam đánh nó, tối ưu được cái lượng đam mà tấn công boss này để kịp 15 tu nè, cho nên là lượt nào cũng được bỏ phí tấn công hết. Luôn tính cái đường là sao để mà đánh được bốt nhiều nhất. Chứ không phải là cứ tìm cách sống không, phải không? Tôi giết xong con boss 60 này là cái gì, là chỉ còn có một con boss 65 nữa là hết rồi anh em, là hết boss rồi đó. Mình level 42 mà mình đập được mấy con boss 60 này là sau này mình đi tham đồ SSR nó rất là nhanh. Nó dễ ra hơn người khác, hiểu không? Anh em mà giết mấy con boss này sớm ngày nào là
có lợi ngày đó. Đó là lý do tại sao mà mặt nó mở cho mình ra những con, nó cho phép mình biết những cái con boss cấp cao chứ không như những cái kia, ví dụ những cái mà đi farm mạnh rồi farm SP này thì phải đúng level đó nó mới mở nó tiếp cho mình đúng không? Đeo vào 45 nó mới mở 45. Nhưng mà riêng cái boss này á, lại cái tarot á là nó cho phép mình đánh vượt cấp luôn. Là mình có lợi á. Đó là đúng 15 tuần. Là tôi nhìn boss này vừa đủ 15 tuần luôn. 16 tuần là hết nha anh em. Cái này anh em đánh quá 16 tuần là anh em thua. Phải dứt điểm nó cho vòng 15 tuần thì mới được 3 sao. Đó. Xong rồi đó. Ok chưa? Tôi và anh em hiểu được cái tánh này rồi đúng không? Có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc không? Không thì tôi giải thích luôn. Muốn hỏi cái gì không? Còn không thì tôi đánh thử bút 1 level 60 nè. Tức là tôi còn tôi mới đánh bút 1 level 55 thôi, tôi chưa thử lên bút 1 level 60. Thì để lát nữa bây giờ tôi đánh luôn con bút 1 level 60 cho anh em coi nha. Trước tiên mình chuẩn bị đội hình phải không? Thì đánh boss 1 này thì đầu tiên là đội hình này thứ nhất là phải có mấy con hồi máu giải đi búp. Hồi máu giải đi búp tặng con này nó tác độc kinh khủng lắm. Thì đây để cho boss phải mang mày. Thứ nhất là mang cái viên này là cái viên để mình dùng để giải đi búp này. Đó. Thứ hai là phải mang cái đây cái này nè, cái rune này nè, cái rune này là cái rune mà nó cũng gần như là một giải debuff luôn á, nó chuyển từ một cái debuff trở thành một cái buff, anh em hiểu không? Là coi như là mình có cái rune này là mình vừa được giải debuff, mình vừa được giải buff, vừa được buff luôn đó, nên em dùng rune này. Kêu thì là đây, kêu như này đó. Rồi tôi sợ anh tăng là chịu không nổi chứ. Rồi ok, tắt giải được, mình giải được thì bất tắc mà. Có điều là tại vì mình giải được từng tầng một thôi. Ví dụ là nó ba tắc đúng không, thì ông phải coi như là ông phải xóa bình thường nha, là phải xóa 3 lần thì mới hết được cái tắc đó. Nhưng mà ông dùng cái cách của tôi á, là ông dùng cái cách của tôi là gắn cái viên rune này vào nè, nó gắn viên rune này vào xong rồi gắn thêm cái này nữa nếu có nha. Cái này là nó một khi mà cách dùng kêu thì nó sẽ dispel, nó hủy thêm một debuff nữa, cho nên là coi như là một lần con angel này nó heal á, cả heal land hay là heal aoe luôn chỗ này nè. Đó thì nó sẽ giải ba được ba debuff luôn. Đó là coi như là giải một lần được ba debuff luôn. Cái này là bữa đánh boss 1 thì bữa trong video boss 1 là tôi đã nói rồi đó, tôi có hướng dẫn và cho anh em coi thực tế luôn. Rồi tăng này rồi nâng cái giá lên chút xíu để mà có thêm máu. Trời, không đủ tiền rồi. Lên được 30 cũng được. Rồi. Con này chắc lên phá giáp luôn, cầm một phá giáp luôn. Kim cái ngọc nào, phá giáp nào mà nó cộng ai mà stuck á. Coi ngọc này nó ra được cái option không.
mình nâng nó 35 thôi anh em, 35 thấy nó không xịn hơn mình bỏ. Đó, quá ngon nè. Không, attack thêm 9% attack nữa, quá ngon luôn, thôi nâng 50 luôn. Đu, mở được cả cái dòng cuối luôn nè anh em. Cái dòng này dòng đặc biệt nha, tức là cũng cũng khá là khó để có được dòng này, tức là khi mà tấn công kẻ địch bị thương á là nó sẽ thêm loại thêm 20% đép nữa, tổng cộng 40%. Ngon luôn. Xài luôn. Rồi. Đó. Này cộng em mở sắc rồi. Ok. Dung dung đánh bot thì anh em để cho mấy con mấy con đi đam á dùng cái rune này để đánh bot. Rồi thêm một con nữa, đây Ballista. Tôi dùng con này để tôi đánh. Rồi trang bị cái gì đây ta? Chắc xài cái này rồi. Đó. Lại thêm một con giải đi búp nữa. Một con vừa giải được đi búp mà còn vừa phải đánh được nữa cơ. Này ok. Con này đam nó hơi yếu nhưng mà thôi xài tạm đi. Nó chỉ xài tạm thôi anh em ơi. Con này thì là nó không có giải búp, nhưng mà một lần nó có hero này thì một lần nó không giải được hai cái nè. Nó không giải được hai búp, nó có hai viên bơm máu. Này. Rồi. Ok vô thử nha anh em, tôi cũng không biết được là tôi có đủ sức đánh không nữa. Sợ chịu không nổi đam mà. Thánh bút này đã coi. Em lấy cái này nè. Lấy cái này là anh em, cái này nếu mà anh em không đủ đam á, anh em cái này là nó sẽ tăng thêm 60% đam nhận phải nhận vào của con bot này. Mày bút đi trước. Ok, đó anh em lấy tắt cái bom đến vậy đi. Co lại đồ lần ơi. Này lấy kiểu này đi, lấy kiểu lửa này cũng không xài. Cung này xong rồi. Ok, rồi, đập thôi. Trời. Tôi nghi quá anh em nó quấn phát thì còn chết luôn rồi, kinh không, hai tác độc thấy ghê không. Này coi nó dài nè, cái này đang hai tác đúng không. Hết nè, thấy chưa? Thấy không? Giải được hai tầng đó, tại vì con này là nó có cái cọc kia với kia. Giải tiếp nè. Tạm thời tôi đợi con này thì nó ít máu nha anh em. Không sao, tại vì tôi phải để ít máu thì lát nữa nó mới focus vô con này. Chưa có bơm bơm vậy. Đó, ăn búp rồi nè.
tôi thấy tôi sai sai cái gì vậy ta? Bốn tắc rồi. Tôi phải book beat cho con này, con này nó lát nữa thanh nó chạy ở đây nó bắn nó không có lộ tool. Rồi sau này vẫn bốn tắc rồi ta, hai tắc à, như là không tự à không, cái rune cái kill của nó là không có tự chữa cho nó được, tôi quên mất là nó bắt buộc là phải có người khác búp lên đồng đội thì nó mới giải được cái rune đó, cái rune đó với lại cái kill đó. Đó, còn một tắc lên em thấy không? Đây nè, sợ tôi chịu không nổi một chiêu của anh bốt quá à, không chịu nổi thiệt. Không chịu nổi anh em ơi, bắt buộc phải xe đam mà. Sẽ đem thì đủ rồi.